Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm miến xào thập cẩm, món ăn ngon thay đổi khẩu vị gia đình. Đầu tiên ngâm 50g nấm hương với nước nóng trong 30 phút rồi rửa sạch lại. Ngâm một lạng miến với nước nóng trong 15 phút rồi vớt ra cho ráo nước. Thái chỉ nhỏ một lạng ráo lụa. Thái chỉ một quả ớt chuông đỏ, màu đỏ lên sẽ đẹp mắt. Còn các bạn hoàn toàn có thể dùng ớt chuông màu vàng hoặc màu xanh nha. Thái mỏng một nắm đậu cô ve. Nạo sợi một củ cà rốt. Miến ngâm mềm để ráo nước thì mình cắt cho ngắn bớt. Nấm hương sau khi ngâm xong thái nhỏ. Bật bếp thêm dầu vào chảo. Chảo này mình vừa rán đậu xong nên mình sẽ dùng luôn. Thêm nước tương xì dầu, thêm chút dầu hào. Thêm nửa bát nước lọc. Bột canh. Khuấy đều cho tan hỗn hợp gia vị. Đến khi sôi thì tắt bếp. Cho miến vào. Đảo đều. Rồi bật bếp. Đảo miến đều tầm 4 đến 5 phút cho miến chín. Tắt bếp cho miến ra một bát to. Giờ mình sẽ xào nấm hương. Thêm cà rốt, ớt chuông và đậu cô ve. Thêm nửa bát nước lọc. Đảo đều cho chiên hỗn hợp rau củ. Thêm giá vào. Giá này mình đã rửa sạch và để ráo nước. Thêm giò lụa. Thêm bột canh. Đảo đều lại hỗn hợp lần nữa. Khi tất cả các nguyên liệu chín thì tắt bếp. Cho vào cùng phần miến xào lúc nãy và trộn đều tất cả. Cuối cùng mình thêm rau mùi vào và trộn đều lại. Rau mùi cho vào sau cùng để tránh bị chín nát nha các bạn. Rồi cho ra đĩa. Đĩa miến xào thập cẩm trông rất sắc màu, rất hấp dẫn. Xin mời các bạn nha, miến làm kiểu này sẽ không bị nát, ăn vừa chín tới kết hợp các loại gia vị và rau củ quả. Các bạn tự tay làm nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Tạm biệt các bạn.